Xin chào nhé em. Hôm nay mình sẽ đóng tiếp một cái pin 3S nhé, pin 12V từ những cái loại pin siêu tụ mini thế này. Cái này là pin 37V nhé, nó dạng như pin lipo nhưng mà nó làm tròn kiểu như kiểu là viên siêu tụ này, 4,07 Wh. Cái size của nó là R18350D thì phải, mình cũng chả biết phải không. Cái loại này xả cực kỳ cao luôn anh em ạ, dung lượng một viên này nó đang khoảng tầm độ 700-800 mAh. Rồi, mình sẽ đóng thành là viên 3S 6P. Mình có 18 viên. Mỗi một P mình sẽ đóng là 6 viên nhé. Như vậy mình vừa hàn xong khối này 3S6P nha mọi người, 18 viên nhá. Cực dương ở đây, nối tiếp qua bên này, qua đây, xuống đây, cực âm ở chỗ này.
Rồi như vậy mình đóng xong viên pin này, dạng pin 3S anh nhé. Cái này là jack sạc cân bằng này, cái này jack tổng, có thể dùng luôn cũng được. Rồi mình sẽ đi sạc cho nó cân bằng lên đã, sạc đầy viên pin này luôn. Như vậy là sạc đầy rồi anh em ạ. Nó báo đan đây rồi này. Mình sẽ xem dung lượng được bao nhiêu. Cổng số 3. Đây. Dung lượng của nó là 4,36Ah nhé. Cục nhỏ thôi anh em ạ. Ui. Mà được 4,36Ah. Như vậy là viên này nó là khoảng 4360. Thì cho 4500 đi. 4500mAh. 3S 12,6V. 4500mAh. 4,36Ah nhé. Thời gian sạc của nó đây là 52 phút 46 giây. Đầy 100% này. Đây từng cell 4,2, 4,2, 4,2. Nội trở của nó là 10 mΩ. 3 cell đều 10 mΩ hết. Bây giờ chúng ta chỉ cần dán cái này, cái miếng dán cách điện này trên dưới chống cháy này luôn. Như thế này. Sau đó dùng những cái bọc pin này. Đây, nhét nó vào phát là được anh em ạ. Đấy, như vậy là ngon ngay. Nhưng mình sẽ để cái này nhá, ở ngoài. Để test cho anh em xem đã, xem cái viên pin này nó chất lượng thế nào. Chứ bây giờ mà bọc vào nhiều ông không nhìn thấy cái lõi này anh em ạ. Ông lại bảo là không phải cái loại này. Thử củ đề xe máy này anh em ạ. Pin này cực kỳ nhỏ gọn luôn anh em ạ. Đây, 12V 4,5Ah nhá. Thế mà để xe mô tô luôn, tha hồ. Đó, mình kẹp trực tiếp vào pin. Đây, để cho anh em xem này. Rồi, bây giờ mình sẽ bọc vào nhá. Rồi anh em ạ, như vậy hôm nay mình đã đóng xong một pin pin. Pin 3S 12,6V từ 18 cell pin lipo loại nhỏ kia. Cái cục này dung lượng của nó sẽ khoảng là 4,5Ah anh em ạ. 4500mAh ấy. Cái này thì xả cực kỳ cao luôn. Em lại anh em video sau nhá.